Chào các em ha. Hôm nay mình xem bài tiếp theo tìm là mình sẽ tìm hiểu về Slam Master ha. Đây, Slam Master. Rồi, thì Slam Master là cái gì? Thì khi mà tìm thiết kế một slide mà gồm có rất nhiều trang đó tìm, thì tìm thấy rằng là mỗi một trang tìm phải làm một cái bố cục thì nó không đồng bộ với nhau, rất là xấu. Hoặc là mình mỗi thiết kế mình phải làm tới làm lui rất là nhiều lần cái bố cục đó thì nó tốn thời gian tìm rất là nhiều. Rồi có cách nào để mà mình chỉ cần làm một lần một thôi, mình thiết kế giao diện của một slide thôi thì tất cả những slide mới khi mà tìm thêm mới vào á nó sẽ đồng bộ giống như vậy hết. Thì cách tốt nhất là chúng ta nên làm trên slide master, tức là trên một slide chủ thôi, một slide chính thôi thì tất cả nó sẽ đồng bộ theo slide này hết luôn. Và tìm có thể tự động tìm đánh số trang tăng dần lên cho slide giống như là bên Word, hoặc là tìm thêm được ngày, thêm được tên của người trình bày vào cuối slide, vân vân ha. Nói tóm lại là chúng ta thiết kế trên một slide chủ và tất cả các slide khác sẽ đi theo slide này, thì đó chính là slide master. Bây giờ mình bắt đầu ha. Thì tìm xem nè, trong phần view á, chúng ta sẽ có cái mục là slide master nè. Rồi thì em thấy nè, nó sẽ có những cái bố cục có sẵn như vậy, những cái layout có sẵn như vậy. Thì em để ý nha, nó sẽ có những đâu hai cột nè, layout hình ảnh ở giữa như thế này, và layout ship dọc xuống. Thì cách để thoát ra slide master á, là chúng ta vào trong slide master, chúng ta chọn close này, chưa nó ra đây. Thì đây là thiết kế chính chúng ta nè. Thì khi tụi em vào thiết kế chính đó, chúng ta vào trong layout nó sẽ có những cái phần này. Đây chính là những cái layout đã có sẵn mà khi tụi em làm trong slide master nó sẽ tự động nó chuyển ra ngoài đây. Ok ha. Rồi làm lại nè. View slide master. Thì em thấy không? Những cái layout như là hai cột nè. Thì khi tụi em thoát ra slide master, chúng ta close master view nè. Thì trên slide chính ở ngoài nó cũng sẽ có cái layout là hai cột giống như vậy. Tất cả những thằng này đều trong slide master. Bây giờ hãy thử làm tìm xem nha, hãy thêm cái số trang cho slide ha. Thì làm sao? Tương tự chúng ta cũng vào view, ta chọn là slide master. Thì bây giờ tìm đừng quan tâm mấy trang khác, tìm lên thầy trang đầu tiên luôn, trang số 1 luôn. Rồi tìm xóa thầy bàn dưới đi, này nó không sử dụng được, khó dùng lắm, xóa luôn ha. Rồi tìm tự thiết kế luôn, tạo đồ insert ha, thêm cho thầy cái test box vào đấy. Rồi thầy đánh số trang ở đây, cái chữ trang vô ha, cách ra. Rồi tìm insert cho thầy là slide number. Slide number tức là cái số tự của slide đó, nó ra dấu thăng này ha. Thì khi mà chúng ta close lại, nhớ nha, muốn close lại thì phải tìm cái menu slide master nằm ở đây nè, và ta mới close master view được, thì sẽ có số trang ở ngay góc này. Thì khi mà tụi em chuột phải, tụi em chọn new slide sẽ ra trang 2 tự động luôn, hay là new slide trang 3, đúng không? Mà lúc này mình không có sửa ở đây được, không nào tụi em sửa chỗ này được. Tụi em muốn sửa được là phải vào trong view slide master, vào trang đầu tiên đấy, ta sửa ở đây này, chưa sửa trong phần slide master tụi em. Rồi tương tự ha, insert tiếp nè, insert tiếp cái thằng là ngày tháng đi ha, chỗ này đi ha, nhớ là lít chuột vào trong đây, chuột phải lên trên cái test box á, chúng ta chọn là edit test nè. Lúc này thì khi mà tìm vào insert đó, nó mới ra cái mục là day and time, nó có sẵn cái list ngày cho mình chọn luôn. Còn nếu như bạn nào mà không đặt con dấu nháy vào đó, mà list ở cạnh bì của cái text box đó, thì khi ta vào insert nè, day and time thì nó không có phần đó, thì tìm chỉnh lâu lắm ha. Tốt nhất là ta nên chuột phải lên cái text box đó, ta chọn là edit text nè, rồi ta mới vào trong day and time thì nó sẽ có cái danh sách ngày này, thì nó sẽ có tùy theo máy chúng ta thì nó sẽ có là kiểu của tiếng Anh hoặc là kiểu tiếng Việt ha. Như thầy chọn kiểu Vietnamese đi ha. Rồi thầy chọn kiểu là kiểu thứ năm ngày 9 tháng 4 đi, 20 đi ha. Ok đó, thì nó sẽ ra cái phần ngày tháng giống như vậy ha. Thì khi mà tụi em đóng lại á, nhớ nè, muốn đóng slide master thì phải tìm cái menu slide master và ra close master view, tại vì mình đang ở trong thiết kế slide master này chưa. Khi mà tụi em close này á thì nó mới ra cái cửa sổ thiết kế con chính của mình, slide chính ở ngoài, và nó sẽ không có cái menu slide master nữa nha.
thì ta có nè, đây là thứ ngày tháng năm đã có trên các slide của mình, đúng không? Thì khi tìm insert slide, slide mới vào á, nó sẽ có như vậy. Ok ha. Rồi tiếp tục thiết kế tiếp nè. Bây giờ mình sẽ làm cái phần tiêu đề cho slide ha. Thì chúng ta vào view, ta lại chọn là slide master, giai đoạn đầu tiên luôn ha. Tìm insert một cái shape vào. Đấy, chúng ta sẽ vẽ phần nền ở đây ha. Format nha, chúng ta sẽ tô màu cho nó. Chúng ta chọn màu này đi ha. Rồi, cái màu outline ta khỏi tô luôn, no outline luôn. Thầy thử close có ra cái gì nha. Đây, nó có cái phần tiêu đề ở trên này nè. Được chưa? Bây giờ làm sao di chuyển cái phần list title nè, thì nó tự động thêm chữ đúng không? Thì làm sao mà để tụi em tự động kéo nó lên trên đây, đúng không? Thì cách tốt nhất là mình chỉnh trong Slide Master luôn. À, thì ta lại vào trong View và Slide Master. Tìm vào là slide đầu tiên. Em thấy không? Cái phần mà list title nè, nó chính là cái phần giống list title ở đây, đúng không? Cái phần chữ này thì giống cái phần chữ chữ này, thì mình chỉnh trên trang chủ luôn, trang đầu tiên luôn. Thì em sẽ kéo phần này lên trên ha. Nhưng mà tìm xem nè, cái phần này á, nó bị nằm bên dưới cái phần hình sâm màu xanh rồi. Thì tìm đưa lên trên bằng cách là chuột phải lên, chuột phải vô, chúng ta chọn là Frame to Frame nè. Đó, sẽ đưa lên trên cùng ha. Rồi em thu nhỏ thì em chỉnh cái này, kích thước nó phải khớp với cái thằng trên. Rồi, ok ha. Ta có thể chỉnh cái màu lại tùy tìm ha. Ctrl A nè, tìm vào Home, em chỉnh màu lại hay hệ chỉnh màu trắng đi. Rồi, in đậm lên ha. Đấy, canh lại trái. Được chưa? Rồi, tương tự thằng này luôn ha, thằng này luôn. Phông chữ là Arial. Đúng không? Tăng kích thước lên nè. Đó. Rồi, thầy vào slide mới thầy close lại nè. Thấy thì lúc này khi mà ta thêm slide mới vào thì nó tự động nó có cái phần add title nằm ở trên cùng. Đúng phông, đúng cái màu mình đã chọn, đúng không? Rồi, phần này là có đúng cái phông chữ mình đã chọn luôn. Ok ha. Thầy chỉnh một xíu nữa nha. Thầy sẽ vào trong view slide master. Rồi, cái đầu tiên ha, hãy chỉnh cái này lại. Chỉnh màu, giảm màu xuống ha. Chỉnh màu nhạt thôi. Như vậy chỉnh sang màu xám này đi. Tương tự này ha, giảm màu xuống. Đây đi. Được rồi đẹp. Bây giờ mình đã trong chuyên nghiệp hơn rồi ha. Đấy. Thì khi mà ta trình chiếu á, tìm vào trong slide show nè. Nó sẽ ra như vậy. Ok ha. Rồi. Bây giờ tiếp tục là giả sử tụi em thay layout thì sao? Ta chọn là New Slide. Bây giờ tụi em chuột phải vô. Giả sử giờ tụi em cần layout hai cột ha. Để to contain này đi. Đấy, nó sẽ ra như vậy. Đúng không? Nó sẽ cũng giống như là cái layout trên luôn. Mà giả sử muốn chỉnh hàng này thì sao? Thì ta lại vào trong View Slide Master. Tìm tìm cái master nào mà có hai cột, đây nó có sẵn hai cột nè, đúng không? Tự nó thêm luôn. Rồi tìm chỉnh hàng này thôi. Dù thằng này bên đây thì giả sử là chỉnh khác màu thì em dễ nhìn nè. Hãy chỉnh thằng này là màu cam đi. À, thằng này là màu xanh đi. Thử nha. Thầy sẽ view thì close lại nè. Đấy, thì lúc này một bên là màu chữ là cam, đúng không? Bên đây là màu chữ xanh khác nhau ha. Đây là phần tiêu đề này chưa. Đấy thì khi mà tụi em thêm một cái slide mới vào đúng không, nó tự động nó thêm mình hai cộng như vậy luôn. Rồi còn cái phần cũ ở trên đó, nó vẫn là màu xám giống như vậy này chưa. Rồi như vậy thì tùy theo cái bố cục mình đang làm cái gì thì mình chuột phải nó, mình chọn là layout, mình chỉnh cái bố cục theo ý của mình. Ở đây nè, mình mới vào trong View Slide Master. Nó tự nó chuyển sang cái bố cục đó, mình chỉnh ngay phần đó luôn ha. Hiện sẽ nó sẽ nhanh, nó tiện hơn. Được chưa? Còn cái trang đầu tiên trên cùng á là mình chỉnh cho tất cả các trang khác, bao gồm là cái phần là
ngày tháng năm và trang ở dưới này. Rồi, đó chính là Slam Master. Bây giờ hướng dẫn tìm cách chúng ta thêm phông chữ luôn ha, coi nó làm sao ha. Bây giờ tìm close lại nè, tìm lên website, tìm tìm thầy cái trang là phông chữ ha. Phông chữ .com ha. Rồi, thì nhiều phông muốn tìm thì cái phông mình hay dùng ở đây là cái phông tiếng Việt và Unicode ha, phông này nè. Đấy, tìm nó. Rồi, sau đó thì em kiếm với thầy cái phông mà em ưng ý nha. Chú thầy chọn cái phông là kiểu brush đi ha. Đấy, thầy chọn này đi. Click vào, thầy nó sẽ tải cái phông brush về. Được chưa? Thì em mở lên. Thì em click đúp vào trong cái phần này. Đúng không? Đấy, thì em cài nó ha. Bấm install nè. Thì em cài cái phông này vào trong máy của mình. Đó, xong ha. Rồi, hay là kiếm một phông nữa, dù phông là đấy, tìm mở phông lên. Được chưa? Bấm install. Đấy, đóng lại. Rồi, lúc này thì trên PowerPoint tìm á là nó sẽ có cái phông đó ha, ví dụ hệ chỉnh nè. Trên đầu tiên ha. Đây. View nè, Slam Master nè ha. Hãy thử chỉnh nha. Bây giờ hãy chỉnh cái tiêu đề trên cùng nha. Đây, click vào cái cạnh ngoài để chọn cả cái hình đúng không? Home nè, phông chữ ha. Tìm tiền ở phông đó nha. Bây giờ nếu như mở lên mà chưa thấy cái phông đó thì nghĩa là khi mà mới cài vô á thì máy mình nó chưa nhận phông. Được chưa? Thì ta phải tắt cái PowerPoint đi. Được chưa? Thì ta tắt cái PowerPoint đi. Rồi. Lưu lại. Rồi sau đó thì em mở lại PowerPoint ha. Mở lại PowerPoint. Rồi, ta mở cái file nãy á. Bây giờ thì em chỉnh nè. Tương tự như ta vào trong view nè. Slide Master nè. Rồi. Trang đầu tiên là chỉnh phông nè. Tích vào trong cái cạnh ngoài để chọn cả cái khung này nha. Home nè, tìm phông chữ ha. Đây. Rồi, tìm phông này tìm tải anh mạng về nè. Hồi nãy là cái UVN. Đây, bụi đời có nè. Được chưa? Đó nó ra phông chữ này. Ha, ví dụ đây là cái phần tiêu đề, đúng không? Rồi đến phần này ha. Phần này, nãy tìm tải phông gì ta? Phông brush đúng không? Phông brush. Phông này đúng không? Brush strip này nè. Đó, ok ha. Rồi, ta close lại thôi. Slime Master nè, ta close lại. Rồi, lúc này khi mà ta thêm một slide mới vô. Đấy, thì nhớ layout nha. Layout mình đang là layout cái thứ cái này nè ha. Đó, thì tự đem thêm chữ vào, đúng không? Đấy, nội dung thuyết trình. Đó ha, theo kiểu thư pháp, kiểu như vậy ha. Đó, còn tiêu đề là tiêu đề thuyết trình. Khi mà mình thêm một cái slide mới vào, nó luôn luôn là đúng cái phông và cái kiểu này. Thì đó chính là cách chúng ta sử dụng Slide Master trong PowerPoint để chúng ta sử dụng, chúng ta thiết kế nhanh hơn cho slide của mình. Rồi, chào em.